vô không nè. Vô. Hiểu thì mà. Ta không làm nhà mình đang đang gì nữa đâu. Ăn không? Này nhấp mồi. Này tới đám cưới tôi béo là được á. Chụp hai cái thôi được đó. Cái gì mà nói. Thơm rồi. Hôm nay là ngày thứ hai. Mọi chuyện càng kéo dài sao hấp dẫn hơn. Rồi bữa nay mình sẽ đòi tôi béo ra, tôi béo ra. Tụi béo chị ra. Kêu người thì chút xíu nữa mình có đi ra chợ. Mình mua được mớ càng cua, mớ ốc. Càng cái này mắc quá. Mình không có luôn. Ký 300. Dữ á. Đó, đợi cho béo ra không? Đợi xíu nè. A few moments later. Má lâu chết mẹ ăn hết mẹ chút cơm chưa ra. Ngắm nghĩ cuộc đời làm sao số phải chọn gặp những người. Xin mọi người nha. Các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của Hương Hải nha. Thì sớm giờ mình có ra chợ, mình mua một mớ gần cua với lại ốc. Mình sẽ luộc xả, quay cho các bạn xem. Thì mùa này là vô mùa cua đồng với lại ốc các bạn. Mình sẽ nhờ mấy đứa rửa và chuẩn bị làm ẩm thực. Các bạn ơi, let's go. Được ăn, được ăn, được ăn, được ăn. Ngắm lý cuộc đời, trên lá cho ta nhiều tình. Đã trải qua rồi. Không không đây đây anh em đây làm rửa quay lại xương nào quay lại xương nè quay cho mát gió rồi gió đây là cho nó mát ui ôi nó nặng rồi chơi nó không đúng kem quay lấy kem ăn khỏi máy đi sao bà đóng kem ăn đi khỏi máy đi lôm tám tao nói gì em tao cái quầy quậy tao nữa hả giải gì quầy em vậy cái này cũng cái này bự chưa rồi cứ gõ đi rồi mình ai lấy xả đi quay không không quả rồi ốc này là khỏi gõ đi lấy xả rồi coi chó là cô này ăn muối hay là luộc xả ăn muối ăn ngon cô mình cắn ngon thôi cô này luộc xả luôn đi sao rửa sao nhúng đây luôn rồi nhúng đây rửa hết đi tới rồi rửa vô thau rửa đây tại vô giống thau tới nghĩa rồi rửa kêu Sưng lấy gỗ ra Sưng ơi lấy gỗ ra Sưng ơi lấy gỗ Sưng không mỏi rồi chết không lấy gỗ không chết nè không chết tại không lắp được không tại nó lắp mà gỗ thau nè gỗ gỗ em tắm cái này để bia mới nhanh đây tôi rửa tiếp cho để bia mới nhanh dạ tôi rửa tiếp cho chó này đừng cho chúng ta vô nghe chứ nè nói chúng ta tao mới làm được rồi đập vô cái nhảy đúng má đụng cho vậy nhà cửa cơm vô lấy ăn trong hấp nhà mày cái gì có bia đâu lấy bia lên nhà cửa mà để ai lại 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 la ngoài kia ai lại hả có bia gót vô rồi nó mau ra luôn bia bia nhà ship đó lấy lon bia đi lon bia rồi mau ra anh Tám có nhậu không Tám không ô bạn nhà cửa nè cũ là chà thơm ngon chơi còn nhiêu đây mua hết luôn bạn bẻ ra được chưa mua hết luôn quậy ông Tám bây giờ đó Tám cái gì mà kêu ai em đem cảnh cho ai thương đem mấy kìa chờ đợi chúng làm gì thế ghê chờ đợi chúng vẫn quánh quánh bơ luôn chờ vô duyên không đứng đi vô hình đi vô hình nội mày vô hình không tao đứng đây mày kiếm chuyện quậy vậy không có quậy trời ngạo cưng kìa tôi có quyền quậy gì mày đừng có chở cá chở gạo đây nha chở cá chở gạo gì
coi. Em lột coi. Nước cây, vô nước cây. Vô nước còn ta coi. Ngắm nghĩ cuộc đời làm sao xó lên những năng tầng. Lắm lúc cơ hàng, tại sao không có ai quanh mình. Sao nổi xa cái gì. Đâu nhà đây. Đâu nhà đây. Sửa này con sửa làm đá mày, làm chấm. Hé làm đó nha. Má chưa gây hoài vậy ơi trời. Đã chưa, đã không cứu vợ để đó, cứu tao hoài. Sao đây nè. Mình biết nào có vợ không? Có vợ có chồng không? Nghe nói chuyện gì đó, hai ba mẫu. Tôi thương vợ tôi. Đi chợ tôi cao lắm, đi chợ. Ủa, tôi quen biết gì không? Đi ra chợ Phật tao nha. Đó là. Dạ. Sớm, còn lại cho ông sắp rồi tôi. Đây á. Không có trái. Nhà nè, nhà cưng nè, cưng có quen. Nhớ con mới lớn ăn nổi cắn dây mẹ. Đó có tâm tình nè. Sao có con trái nè ăn không? Đấy rồi. Trái cũng tám bự lắm ăn được. Đó có con trái nè. Nó lấy anh cứ ra ngoài mà mình vợ rồi đó. Không phải mình cứ mình nghĩ sao mình thấy cảnh đẹp mà. Cảnh bên nào này là có vợ. Em à. Trời ơi em chắc mơ mốt cũng có luôn quá. Dạ. À, tôi lại vào đâu mới có vừa chơi đâu có sớm khổ sớm chưa muốn vợ hả ấy nhá xích cái đất ra cây anh phát làm thứ gửi đuổi cái về đuổi tao về đã kêu xích cái đất ra chứ không hỏi đuổi luôn á làm tám ơn. Ờ cho đã là cái gì bởi là con gà phải ngon quá tao mày ăn đi cũng làm cái hoài không đến tao làm gì cãi tao ê dân cơ hàng tại sao anh em không có nó ba cá ngắm nghĩ cuộc đời thời gian đã lấy đi buồn quá hôm qua còn cô đơn mà hôm nay lại lấy vợ cái vợ kế ngộn vậy gì mình cứ nói hoài đêm qua tao lấy vợ tao liên quan có mày không đó em lăn em mày nói cái gì nhìn kia cà hớt nói gì mình còn nữa tới mày lấy tao nói được không mày nói gì người ta lấy vợ mà mấy con nào anh mới lấy đâu chó đâu nữa mày quay rồi mày lo mày quay đi chờ, mày quay chờ tự nhiên chứ tao mày vô chấm mày quay dặn cái thế tao không quay em thật thích quay mày luôn được không quay không rồi 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 mày quay không mấy mày luôn á dặn gì vậy thôi chồng ơi ai chữ mong thì ta giả đen để không để không chạy à má ngưỡng ngộ trời sao bữa nay mày bị dị tật bữa nay mình xui sao nó không tại mình gặp coi như mấy anh cũng không biết gì trơn người ta sắp có vợ áp lực suy nghĩ còn nhiều mày đi ra mày ra đây cũng mày chết đó suy nghĩ nhiều nên là mấy anh cứ nghĩ hoài rồi mà hỏi được cái gì rồi ai với em rồi ơi mày thấy cánh đồng màu gì không Minh? Màu xanh. Cánh đồng màu xanh ước gì trong lòng em có anh. Không biết gì chân à? Siêu không? Bảy đầu bây giờ. Ủa ai siêu? Tao kêu Kiki nha, tao có kêu siêu không? Kỳ không? Kỳ không? Ấy mày nói chó vậy?
lẩm mày luôn cái bây giờ. Mày tự hưởng ảnh đó tao không có biết rồi nghe. Ông quýnh nào. Bà mẹ quýnh chút queo luôn đúng không? Rồi. Đó là làm gì trời. Ngắm đi cuộc đời. Sao xa ra lấy đi nhiều. Hôm qua còn bên nhau. Hôm nay lại chia lối. Cả hổ lắm thì nói giờ ông nội. Cảnh trốn luôn rồi. Đừng buồn yêu không giữ gì. Yêu nhau đâu nghĩ cho nhau. Ngày mai anh đi lấy vợ. Anh coi mà tao không bị trả đánh không? Mà mày cũng bị nó quýnh à? Không. Mày gái ăn mày con. Ai mày sẽ bị quýnh thôi nhé. Đám cưới lên đình. Ôi cái gì này là đám cưới miền Tây. Con và hai trong bãi mình. Khó 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 chết mẹ mày rồi con. Ai ai hàng lớn chạy trước dần chút xíu dây về về dây của lớn trước chó đó mày nấp sâu quần cũng tám rồi đi à bố coi xí gì đâu ông nói hoài đi chờ tự thắng nhạc mà tự nhiên cho mày ọt quay nè ăn cơm nè cự con gà heo thôi bò bò cơm cũng chửi nữa thấy ăn không mở ra đó là đứng hoài chọc hoài mà quýnh nữa dần sao mày hết thích mẹ ai chọc gì nhưng thấy không mẹ ăn không lo ăn đi mà chọc hoài nó quýnh nó hoài vậy tao ăn nó quýnh không được tao thì đánh tránh quăng hả đúng rồi nó quýnh mày không tránh mũi nào hết chứ ê mẹ ăn cơm đây tao gửi cho Chặt đồ nữa. Biết sao mình tập cho gành. Chặt đồ nữa. Tay rửa chén thì đừng có nó móc nó meo. Ôi trời. Biết sao mình phải tập cho gành á. Đây là em thử cho bành miếng rồi. Đây này em thử cho. Thử chưa? Ông đánh tôi lắm chừng. Ông nội đâu nội nào quên đó. Ông thử ông lớn nè. Tao kêu lỗ làm gì đây. Nè. Ông đừng nghĩ ông lớn. Tao kêu lỗ làm. Cổ họng không nè. Có gì đó. Dạ, dạ không? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ta vô lộn thử miếng không cũng giữ ta nữa thôi. Thử miếng, thử miếng. Chấm vô ăn luôn. Ngon nghe các bạn. Ngon không? Thử ăn ngon. Thử ba, thử quá luôn con. Thôi, ta có vợ. Ông nội nè, ông gì không có vợ rồi trời. Thì em có vợ thì sao? Thì tao nói tao có vợ làm gì mà anh em xa lánh tôi với lại. Khoan khoan. Tao giao chạy gà ra tao máy bay thì về mà hư có thằng món đồ máy bay chết chứ tao. Là mày nhưng mà ông lâu nhắc á, ông nhắc mới hư. Cái gì mà đám cưới mày hả? À? Thôi có đi đâu nội làm biến đi đó. Có cánh rừng bên đâu ta? Ta có vợ rồi quên. Tao chơi mình nữa đúng không? Mình đi có vợ bây giờ. Vậy cánh rừng bên đâu? Tao thấy cái đâu. Ham ông nội mày hồi quánh mày nhào đậu luôn bây giờ. Ủa mày cứ vợ tao ham giùm mày nói gì? Ham không?
Vẫn quay tôi nữa nha. Sao? Đám cưới đó mà người cha mày kêu. Sao? Ờ tao bữa đó anh em phải đi vậy nghe. Không đi thì thôi, đừng có chạy cái mỏ. Đừng có chạy nha. Nha. Cũng không biết thấy giờ lắm rồi đó. Mà biết giờ từ. Giỡn qua cảnh không? Giỡn vậy quánh thiệt tao, quánh thiệt con kìa. Quánh không luôn á. Tao quánh anh. Thôi bây giờ này ai làm gì đã đừng có chuyện tới người ta. Đừng có chuyện tới đó. Phải không? Chuyện hoài. Bởi vì ông đụng chạm. Bộ, tụi nó nghe là bộ người ta đám cưới, ông không được đám cưới bên tị phải không? Bên tị đâu? À, tụi nó ông nè, ông đụng chạm vợ con ta phải nóng rồi phải không? Nhưng mà không cái gì phải quấy quấy. Cái nào đúng cái đúng, cái nào sai sai. Cái nào quậy quậy, cái nào đập đập đó. Bỏ đây. Đập, nhìn. Lo là anh đập ẩm thực của mình nè. Ê, tao đập cái gì à? Anh em như con c***. Tao dậy luôn. Để có thằng nào mà kêu tao qua quay tao chán cái mẹ mày đó. Ông kêu ở gà. Ông kêu gà không? Ông kêu gà không? Đâu về đâu. Dạ kêu nghĩa kêu. Tao kêu rồi. Để ra. Mình đang ngồi mà. Tao tới giờ nó ra quay với. Xích ra coi che mà. Ô người ta. Ô kêu qua ai hả mẹ đó. Rồi em ăn đi. Đã, ủa là cậu đã tạm chưa? Tạm chưa? Ê cho nó thêm cái nữa nè em ơi, cho nó ra lụm thêm cái nữa nãy chưa. Cho điện cái bắt máy không? Điện nữa ơi. Điện cái nữa này nãy không bắt máy hả? Đi hoài bắt máy thôi, còn mà bắt máy thì cũng nhận đi. Má chứ làm giỡn quá. Bà nhìn nè bà. Nóng đó. Anh ơi, cái này đừng giỡn nha. Trời ơi, nè, ngon không nè. Ông bà u. Trời. Ủa là trời. Ngồi ông đó gì trời. Thằng cu để năm tắc rồi, nó không có gì. Anh này nha. Mời ông bà cô chú anh chị ăn với anh em tụi mình nha. Tâm đâu? Được chưa? Mất đi. Không ra thôi mình ăn đi. Không ra nóng. Mở bà ăn thử thằng cu ơi, ăn thử thằng cu ơi. Nó dặn cái gì à? Đám cưới nó làm cha nó muốn nói gì nói. Nó không nói gì, ông mới điện tôi rồi ông nói gì làm ngay làm ông làm cha. Trời ơi, thôi ăn đi ăn đi ăn đi. Ủa ông điện hồi nào vậy? Để coi. Mở bên này. Điện anh điện vậy? Tao điện hồi nào? Ôi, ngồi đây chứ. Cắn máy rồi. Cắn máy à? Ừ, con cắn máy nè. Không không. Mở bà cô chú anh các bạn. Các bạn nha. Ừ. Làm ông làm cha. Ăn nha, không ăn thôi đừng làm ông làm cha hả anh? Nghe không? Đúng rồi, nghe còn ngon quá. Ăn mà đang nghỉ. Ăn mà đang nghỉ về nhà bà chú gia đình đang nghỉ. Ơi trời anh thèm rồi trời, anh thèm rồi. Anh thèm rồi trời. Chạy nó biết. Anh đi tí, ăn đi tí. Ủa nhậu không? Ăn kệ mày đi. Mày ăn đi. Mấy bạn ăn mày la lên vậy. Ủa ăn ngon không cho la hả? Em đi rồi em. Ê nói gì vậy? Hỏi hoài. Ăn con đi. Ê, có đứa thèm. Ủa giờ không báo. Xíu ra không xẻ đi mày nhất này nhất. Chạy lên đánh gì? Ăn đem cái. Ăn đi đừng có ăn đem lại mày. Bỏ mặn nha. Bỏ mặn ăn con nha. Chạy đi. Cho anh nè. Làm gì? Bỏ cái bộ gác bên kia. Ăn rồi, bỏ đó. Ăn đi. Đây hôm chạy bên đây tính bạn. Ngon thế ghê trời, ăn cái càng cua nó cái nắp gì đâu. Má này cua nó miếng nhỏ nhỏ chưa. Cái càng cua này mà nó uống nó bự bự giống như cái giò của nó vậy ta. Đúng không? Ăn cua mà nó miếng nhỏ nhỏ tùm lum nha. Dạ xin lỗi nghe. Rồi mời bà nha. Ông ăn đi nha, ông muốn hồi là tôi giọng ông đó. Mày ô mày. Nghĩa tao ăn đi nhìn miệng quay nghĩa. Không nè, không. Đó miếng vậy rồi. Hồi nãy sao mày sao nhìn miệng quay với chợ. Tao làm ăn no rồi. Ăn đi giờ làm chẳng ăn hết mấy càng. Không ngồi nhìn miệng quay, em chảy nước miếng rồi sao. Lỡ rồi xin lỗi, biết sao giờ. Bú miếng ốc coi. Gì bú gì. Đó. Chảy nước miếng chưa nãy, chảy nước miếng chưa. Mên mày nhìn nè mên. Không bắn ra. Nè. Ông con khác. Nè nãy. Nè thấy chưa nè nè. Tự nè. Nó ra chạy nó biến chưa? Mình còn nheo. Ê, cô hồn lấy rồi kìa. Cô hồn lấy mất tiêu rồi kìa. Chạy còn miếng. Ai cô hồn? Giờ ăn đi ông ra. Ăn đi. Ăn đi ăn đi. Còn miếng nè. Còn nhiều lắm. Còn nó còn nó nó ở đâu nè. Mà điện ra đây làm gì? Đi rồi. Ai điện kìa? Ai điện đi. Căng máy nãy kìa. Căng máy. Đúng không? Máy cái này hư rồi, mau hư. iPhone mau hư. Vậy có vợ đi. Hả? Không bao giờ. Không bao giờ bỏ anh em. Không bao giờ bỏ anh em. Vậy
Wow. Chơi bỏ anh em chơi mình hết đây. Đúng rồi. Bây giờ chấm được phải không? Ai bỏ mấy mình mấy mình chơi. Mấy mày nói gì đi, mấy mày mất dịch mất gió mà kêu tao nhất lớn đầu này nè. Nữa mày tai biến kêu tao đánh mày. Dặm mày thêm chứ tao chở mày đi bệnh viện á. Còn mày nữa tai bự cứ thấy não tai mày cũng quẹo rồi. Còn mày nè hết tóc có bữa cái bỏ mày, cái mỏ mày hết tóc nè. Chứ không phải là cái mỏ mày đem theo đấy giờ chăm chọc. Cái bữa tiệc này là cái bữa tiệc của những người cô đơn. Ừ. Không có liên quan tới người có gia đình. Ờ. Ai người độc thân. Ai độc thân vô tính chơi chung với nhau, có vợ cho mình nên. Hôm nay tụi mày không có gái. Không phải đâu mà có gia đình. Hả tụi mày trâu hay chó hay sao? Mở miệng ra tụi mày thích đâu coi ta. Anh em mình nhẫn vô đi nè. Vô không à? Vô. Hiểu rồi mà. Ăn luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. Gì nữa đâu. Ăn luôn. Ăn luôn rồi. Thôi đâu chơi cái nữa đi ha. Thằng má quýnh thiệt đó. Đâu đã quýnh chứ. Ngồi ở đây. Ngồi ở đây á, nó hơi bị đạn rồi. Kìa kìa, đụng nó đi ba. Anh em mình sẽ kết thúc ra đây các bạn. Chứ để nó giận lắm, không quýnh anh em chết bèo luôn. Các bạn nói sao mà tiếp theo video này nha, ba mọi người nè.